Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đồng ý chủ trương cho phép công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong tự cân đối kinh phí để tiếp tục nghiên cứu lập đề xuất dự án thu phí sử dụng đường bộ xe ô tô lưu thông vào trung tâm thành phố, góp phần làm giảm ùn tắc giao thông. Theo lãnh đạo công ty Tiên Phong, dự kiến mức thu phí ô tô theo chiều vào trung tâm được xây dựng từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng một lượt xe, tùy loại ô tô, xe tải, xe chở khách nhỏ hoặc lớn, không thu phí đối với xe buýt và xe công vụ. Đối với xe từ trong ra thì sẽ không phải nộp phí. Những cư dân ở khu trung tâm có xe ra vào vẫn phải nộp phí. Để người dân biết được khu trung tâm thành phố có thu phí ô tô, thì trên đường vành đai thu phí sẽ lắp đặt các biển quảng cáo điện tử. Khi xe vào khu trung tâm, hệ thống tự động sẽ tự thu phí do trên ô tô đã gắn sẵn thiết bị nộp phí. Đơn vị thu sẽ trừ thẳng tiền vào tài khoản chủ xe hoặc là số tiền đã được nộp trong thiết bị.